Ngày nay 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, mọi người chúng ta đều nhớ ơn những bậc thầy đã hướng dẫn mình. Như bản thân những đức cũng vậy thôi, gặp Phật pháp cũng nhờ các thầy hướng dẫn mình mới gặp được pháp môn niệm Phật. Từ vị thầy xuất thế gian là Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ chúng ta niệm A Di Đà Phật, rồi các vị thầy thế gian mới giảng dạy cho mình hiểu được Phật pháp như thế nào, rồi mình hướng đến Phật pháp mình tu tập. Ngoài đời thì chúng ta cũng được đi học chữ nghĩa, cũng nhờ các vị thầy cô dạy mình, dẫn dắt, nên từ nơi đó mà khi mình gặp được Phật pháp, mình nhớ ơn các ngài, thì bản thân chúng ta đem cái thời khóa tu mình hồi hướng, nguyện cầu an cho các ngài khi còn sống có sức khỏe, sống bình an. Rồi vị nào đã mất rồi thì mình hồi hướng cho các ngài về thế giới cực lạc, phẩm vị càng cao hơn. Cái tâm mình vậy đấy, đó gọi là thiện tâm, cái thiện tâm. Còn về mặt thế gian thì cũng có hình thức chúng ta cảm ơn, rồi quà cáp gì đó cũng là một cái tỏ một cái tấm lòng của mình, giống như bên đây cô Diệu Nghiêm có để cảm ơn thầy Nhân Đức vậy đó. Bên đó là thấy có cô Liên Hoa của để tấm hình Nhân Đức đứng qua sen rồi ha, có làm nhiều cái thí dụ, nên từ nơi đó đều là một cái tấm lòng. Còn những người mà không để hình ảnh gì hết thì cũng là cảm ơn tu thờ. Chúng ta biết cảm ơn nhau, quý vị nhớ, nếu mở rộng ra từ phạm vi của Phật pháp nha quý vị, thì tất cả đều là thầy cô của mình, mở rộng ra Phật pháp. Trong nhóm cái cô Diệu Tịnh rồi ha, tu chắc cũng nhớ ơn các thầy cô giáo, nên bữa nay cầm quạt cũng quơ dù dù nên từ nơi đó mà thì nhớ là nếu mở rộng ra phạm vi của Phật pháp thì tất cả mọi người đều là thầy cô giáo của mình, nói rõ ra gì. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng công đoạn mà thiên tài đồng tử khi đi tham học 53 thiện tri thức, có nghĩa là 53 thiện tri thức đó là thiện ác ở trong đó. Thí dụ như người nào thiện, hướng thiện thì các ngài cung kính và tán thán. Còn người nào làm ác, thiện tài đồng tử là có đến tham học là những người kỹ nữ, những người giết người, các ngài cũng đến luôn, tham học luôn. Nên gặp những hạng người ác đó thì cung kính cái tâm Phật nhưng mà không tán thán, cung kính không tán thán, hiểu không? Nên á, mở rộng phạm vi của Phật pháp thì cái việc mà cái ơn nghĩa của thầy cô giáo lớn lắm. Tại vì sao? Vì họ là người cỡ nào cũng dẫn dắt mình, nếu không có họ bản thân chúng ta không biết, không có họ thì bản thân chúng ta sẽ không biết được phương hướng rõ ràng. Thí dụ như bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đi, cái ơn nghĩa của ngài đến với cuộc đời này quý vị nghĩ, cái phạm vi mà hướng dẫn tịnh độ của ngài quý vị thấy mở rộng vô cùng không? Quá mở rộng luôn. Đa phần người gặp pháp môn niệm Phật đều có ảnh hưởng từ lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần như vậy, là ý muốn nói là bộ kinh Vô Lượng Thọ này khuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc là điều quan trọng nhất. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi mà ngài rằng, có nghĩa là gần tịch, ngài cũng lớn tuổi, ngài nói một câu là sau này tất cả quý vị khi thấy tôi, nhìn hình tướng của tôi, quý vị hãy niệm A Di Đà Phật, và chúng ta hãy phát nguyện về quê hương cực lạc gặp nhau. Đó là những đứa nghe rõ ràng. Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng chỉ cần thấy hình tướng của tôi là hãy niệm một câu A Di Đà Phật, đó là nhớ đến tôi. Thí dụ như giờ cả đời những đứa cũng không có sở học gì đặc biệt,
Chỉ có cái quan trọng là những đức khuyên vì niệm Phật không. Từ khi những đức gặp Phật Pháp là gặp luôn tịnh độ. Và những đức cũng mở rộng cái phạm vi nhân duyên ra cũng rất là rộng. Cuộc đời mình, nếu như mỗi một người mình cảm ơn mình, mỗi một người cảm ơn mình, chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật là cảm ơn. Dù ở bất cứ ở nơi nào, cảm ơn nhau chỉ có niệm A Di Đà Phật là cảm ơn nhất. Vì sao? Vì mình về thế giới cực lạc mới thật sự biết ơn. Thật sự quý vị, về thế giới cực lạc mới thật sự biết ơn. Về thế giới cực lạc mới thật sự hiếu thảo. Về thế giới cực lạc chúng ta mới thật sự bạn bè. Về thế giới cực lạc mới thật sự có tình người. Vì sao? Vì sao chúng ta nói câu này? Nếu như mình không về thế giới cực lạc thì đời sau của mình khi vừa nhập thai là mê cái kết ấm liền. Đời này chúng ta có thăng bằng quyến thuộc cỡ nào thì chúng ta cũng sẽ trở mặt quay lưng với nhau. Vì khi nghiệp duyên chiêu cảm đến, chúng ta đâu còn sáng suốt nữa đâu. Mê hoặc điên đảo. Nói chi đến cái việc mà chúng ta khi nhập thai là mê. Hiện đời này chúng ta vừa nói thương nhau có thể ngày mai khác rồi. Bây giờ mình nói thương nhau, quý nhau chân thật. Nhưng mà ai mà tác động mình, bản thân mình đã có khi đã khác rồi. Chúng ta rất dễ khi nghe người khác tác động là chúng ta đã bị dao động. Thấy không? Người khác tác động là mình dao động liền, chứ đừng nói chi mà cái chuyện mà thọ thai. Chuyện thọ thai là nó quá xa vời rồi. Bỏ một cái thân 70-80 tuổi xong nhập vào cái thai, chúng ta tượng hình từ trong bụng mẹ sinh ra một đứa bé khóc hòa lên, thì nói chi nữa bây giờ. Hiện đời này nè, mà chúng ta quý trọng ai, người khác tác động mình là dễ nghe rồi. Vợ chồng sống với nhau mà người khác chỉ cần tác động thôi, chồng của bà vậy, vợ ông vậy, nhẹ thôi mà bản thân mình đã bị dao động. Có khi về mình đã hỏi gặn câu này câu kia, dò này dò nọ. Thấy chưa? Đó là rất dễ dao động luôn á, chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Có khi quý vị lo cho con cái kìa, từng miếng cơm manh áo luôn kìa. Như vậy mà người ta đã tác động đứa con này với cha mẹ thôi, mà đứa con này có khi nghi cha mẹ. Đừng nói chuyện giỡn chơi hả quý vị. Trong cuộc đời này có khi quý vị làm thầy làm cô, người ta mới bị lo cho học trò cực kỳ là nhiệt tình luôn. Người ta chỉ cần tác động thôi là có khi đã dao động rồi. Nên nó là cái cõi hiện đời này còn dễ dao động chứ không chi là nhập thai. Nhập thai là quá xa vời. Nói con nhập thai là chúng ta hơi dị tình quá đó. Dị tình quá không dám nói thẳng thắn. Nên cái hiện đời, cái hiện tại này nè, nên mỗi người mình á phải nhận thức được cái ơn của thầy cô giáo, là tất cả người đều là thầy cô giáo của mình. Cái này mới cái quan trọng nè. Nếu quý vị không mở rộng cái phạm vi này ra nghe, quý vị sẽ bị trở ngại. Trở ngại liền. Còn nếu mở rộng cái phạm vi đều là thầy cô giáo của mình thì vì học rất giỏi. Tại vì cái người đến gạt mình, hại mình thì cũng là thầy. Nếu như mình muốn về thế giới cực lạc thì đừng làm điều đó. Vì hành động của họ làm đã lãnh một cái quả báo. Có những người quý vị thấy không, cái việc làm của họ trước mặt mình, họ lãnh quả báo mình thấy rõ ràng luôn. Đó là bậc thầy chứ gì. Có những người người ta đi lường gạt của cải người khác, chưa xài được thôi là họ bị vô tù ngồi. Vì thấy họ làm thầy mình phải không, dạy mình bài học là mình đừng nên làm điều đó. Nó có những người học thức rất là cao nghe quý vị, có trình độ rất cao luôn, mà họ dám chửi cha mắng mẹ họ kìa. Họ đã dạy mình một bài học rất đáng giá luôn. Họ có trình độ gì học vấn nhưng mà họ thiếu đạo đức. Cuối cùng quý vị nhìn cuộc đời của họ, về sau cuộc đời của họ cũng chưa chắc được hạnh phúc. Dù là nhất thời họ đang có tiền giống như nhìn hạnh phúc đó, nhưng họ sẽ không hạnh phúc vì lâu dài. Đó là họ đang dạy mình một bài học đó. Nên tất cả lịch sử đều là bài học làm thầy cô giáo của mình hết. Và tất cả con người đang sống hiện hữu cuộc đời này đều là thầy cô giáo của mình. Và chòm sớm của mình, mỗi một người bạn của mình đều là thầy cô giáo của mình đó. 100% quý vị luôn, đều là thầy cô giáo của mình đó. Nếu như mình mà không nhận thức mở rộng phạm vi học này ra là quý vị hoàn toàn thất bại. Con người đó là chắc chắn quý vị luôn, không bao giờ mở rộng cái phạm vi sở học của Phật Pháp. Dù là đang học, đang niệm Phật, đang tu hành gì đó, nhưng mà cũng rất dễ bỏ cuộc. Dù là đi lang thang đầu này đầu kia tùm lum, niệm Phật cũng gì cũng không cảm giác được coi Phật hiệu luôn.
Có những người tuy là niệm Phật ấy, chứ thật sự chúng ta không cảm nhận được khi niệm Phật đâu quý vị. Cái này những Đức nói ngày xưa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng, những Đức nói rằng ủa niệm Phật mà miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm gác họng cũng uổng công, sao có chuyện này được. Niệm Phật là có kết quả chứ, đúng, có kết quả của gieo duyên, nhưng tâm không cảm được câu Phật hiệu. Thật sự Iran như cái người bưng chén cơm lên gấp đồ ăn ăn, tuy ăn nhưng thật sự không biết ngon, tuy ăn mà không biết ngon. Rõ ràng 100% câu Phật hiệu này cũng Iran luôn. Có rất nhiều người niệm Phật nhưng không biết niệm Phật ngon. Niệm Phật nhưng niệm không có cảm giác gì hết. Dù niệm vài chục năm sau vẫn là không giảng sanh. 100% những người niệm Phật giảng sanh, đa phần đều là niệm ra an lạc hết mới giảng sanh. Quý vị biết rằng trong câu Phật hiệu khi quý vị niệm, nó có những điều ở trong câu Phật hiệu mà quý vị không giải thích nổi. Nếu như quý vị chân thật, quý vị sẽ cảm nhận được điều này liền. Có những cái vi tế trí tuệ nằm trong câu Phật hiệu khi quý vị niệm ra, bởi vì quý vị cảm giác cảm xúc quý vị không thể nào giải thích nổi. Nên nó rõ ràng chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Đến một ngày nào quý vị sẽ niệm câu Phật hiệu, quý vị sẽ thấy rằng là sự lợi ích lợi lạc trong câu Phật hiệu không tưởng tượng được. Vì quý vị coi Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, quý vị biết rằng là Ngài bao nhiêu đời kiếp của Ngài, bao nhiêu đời kiếp của Ngài, mới bị biết rằng là Ngài tu hành đâu đơn giản đâu. Như vậy mà Ngài quy về một câu Phật hiệu thôi, bị nghĩ đơn giản không? Quy về một câu Phật hiệu thôi, bao nhiêu đời kiếp tu hành mà quy về một câu Phật hiệu thôi, quý vị nghĩ đơn giản hả? Nên niệm câu Phật hiệu này mà quý vị nói rằng là đơn giản sao? Niệm một câu Phật hiệu này mà nói rằng là niệm mà nếu không có cảm giác gì hết mà nói muốn vãng sanh về cực lạc, có đó, chắc chắn vì luôn. Nên từ bây giờ chúng ta phải niệm làm sao, cái tâm chân thật làm sao mới bị cảm giác được câu Phật hiệu này nè. Thì lúc đó thật sự quý vị mới cảm ơn thầy cô giáo và cảm ơn thiện ác. Nếu không chỉ có nói bằng cái miệng không quý vị. Những Đức nói cho 100% quý vị nghe, dù một người có nói hay cỡ nào đi chăng nữa cũng không có vãng sanh đâu. Chỉ có thật lòng. Thật sự khi những Đức bước ra ngoài, những Đức dụng công, những Đức tu, những Đức mới thấy rõ ràng câu Phật hiệu này không đơn giản chút nào. Đơn giản mà không đơn giản, đúng là vô cùng phi thường. Nếu mà không chân thật mà dụng công tu, xin thưa quý vị, chỉ là gieo duyên chơi thôi quý vị. Nên nói quý vị có làm việc lớn gì thì chăng nữa cũng không bằng niệm Phật cầu sanh cực lạc hết. Việc này là xác thực. Đừng có nói chúng ta là bị hữu tình chúng sanh lôi kéo, không khéo bản thân chúng ta không bao giờ giảng sanh. Không bao giờ giảng sanh. Vì làm sao cảm giác được câu Phật hiệu? Làm sao cảm giác được câu Phật hiệu? Cái người mà cảm giác cái câu Phật hiệu mà nghe như vậy rồi, quý vị sẽ cảm giác cực kỳ sâu sắc. Còn khi quý vị chưa có cảm giác câu Phật hiệu, quý vị nghe kiểu này nghe, quý vị sẽ thấy nó chán ngấy, không có một cảm giác gì cả. Vì điều này nói với quý vị là hai chứ không phải là một nữa rồi. Nên câu Phật hiệu này rõ ràng câu Phật hiệu là chân thật. Nếu không dùng tâm chân thật để mà niệm, không bao giờ có cảm giác. Không bao giờ có cảm giác đâu quý vị à. Mà đã là không có cảm giác thì làm sao gọi là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc? Nhớ kỹ chỗ này. Quý vị có thể nghe một hai người nói những câu rất hay, rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng, thì nói đó là cái dụng công tu, chưa chắc. Chưa chắc dụng công tu. Nói với vị nghe chứ có thể cắt gọt một hai câu của lời tổ sư ghép lại và nói cũng cực kỳ hay. Từ kinh giáo cho tới lời tổ sư đều nói về cảnh giới này cảnh giới nọ chứ. Học thuộc vào chỗ đó thì nói ra thôi chứ không có gì. Nhưng mà sự cảm nhận cảm thọ là hoàn toàn khác. Cảm nhận và cảm thọ chính mình là hoàn toàn khác. Giống như chén cơm quý vị bưng lên bị ăn, không thể nào mà vì cảm nhận của người khác được đâu.
Mà cái chén cơm quý vị ăn là cái cảm nhận cảm thọ của chính quý vị, chứ không phải là của người khác để cảm nhận và cảm thọ. Nên những đức nói câu Phật hiệu này niệm là không phải là người khác an lạc mà giùm cho quý vị đâu, mà câu Phật hiệu này là chính quý vị là cảm nhận được. Nếu như quý vị không có cảm nhận này, không có ai mà cảm nhận giùm cho quý vị được đâu. Giống như cái việc khổ của mình là mình chịu, còn cái việc vui của mình là mình hưởng. Niệm Phật là chuyện của mình là an lạc. Nên những đức nói rằng rất nhiều người đã lầm lạc. Lầm lạc cái gì? Tưởng đâu rằng cuối cuộc đời mình người ta giúp cho mình giảng sanh. Hoàn toàn sai lầm, cực kỳ sai lầm. Không phải chỗ đó đâu quý vị à. Bởi vì trong nhà Phật nói câu tinh tự rõ ràng luôn, rồi mới tinh tha. Vì tự mình niệm Phật rồi mới cảm giác tinh tha lực của Phật. Làm gì có cái chuyện mà bản thân mình không niệm Phật mà nhờ người ta giúp mình giảng sanh. Nếu bản thân mình mà không tỉnh táo, dù có 100 lời khai thị cũng uổng công vô ích đối với mình. Những đức hỏi quý vị đã điếc rồi, có ai nói quý vị nghe không? Mình đã điếc rồi ai nói mình nghe? Trong khi mình còn tỉnh mà lỗ tai điếc rồi, người ta nói mình đã không nghe rồi. Không chi là lục căn hoàn toàn bích, ai khai thị cho quý vị nghe? Nếu lúc bình thường mà không chịu dụng công, không gây dựng tín nguyện, mà để chờ cuối cuộc đời người ta niệm Phật giáng sanh, người ta đã dựa vào chỗ đó cho những người làm biếng, những người mà không chịu lo dụng công tu, rồi cuối cùng đẩy quý vị kết duyên chơi. Rồi những người lo tu cũng thấy đó, mà cuối cùng thành ra giải đãi, vô cùng là nguy hiểm. Những đức nói 100% quý vị, cha mẹ đẩy của lên cho con, đứa con này không có phước cũng không hưởng được. Đừng nói chi là mình không làm mà có. Nếu cha mẹ để lại, hoặc là tự nhiên một thằng con trai nghèo mà cứ được một đứa vợ nhà giàu, 100% quý vị phước của thằng con trai này. Nếu nó không có phước này, đố mà nó có một đứa vợ nhà giàu này mà hưởng được. Nếu nó không có cái phước này, dù có bỏ vào chỗ này nó cũng không hưởng được. Thời Đức Phật còn tại thế, có một cô công chúa này đến nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, về gặp vua cha. Vua cha nói rằng nhờ cha làm vua mà con được hưởng gì? Đứa con gái nói rằng không phải nhờ cha mà là do phước của con thì con hưởng. Người làm cha nói không chấp nhận được điều này được, người cha không chấp nhận điều này được. Cuối cùng người cha tức quá đem gả của công chúa này cho một chàng nông dân nghèo, thử coi con có phước hưởng hay không. Thì người con gái ngày xưa gả là người ta sẽ ưng thôi, thì gả cho một chàng nông dân nghèo, về làm vợ chàng nông dân nhà nghèo. Hai vợ chồng nghèo nàn lam lũ. Cuối cùng quý vị biết rằng là ngay căn nhà nghèo, ở dưới căn nhà nghèo lại là một cái nơi chôn cất rất nhiều châu báu, vàng vàng bạc châu báu ở dưới căn nhà. Khi cuối cùng nhà nghèo bị sập đi, đào nhà lên để cắt nhà lại căn nhà ở, cuối cùng đào lên thì ở dưới toàn bằng vàng bạc châu báu. Dưới vợ chồng tự nhiên quá trời giàu luôn. Vợ chồng dẫn con cái về thăm vua cha. Vua cha kinh ngạc vô cùng, bây giờ tại sao mà vợ chồng giàu dữ như vậy? Thì hỏi, thì nói ra như vậy. Người cha nói rằng rõ ràng nếu đã có phước, dù có chặng đường nào cũng có phước, đã không có phước dù cho đi chăng nữa cũng hưởng không được. Nó thật sự bị 100%. Nếu như quý vị lầm lạc về cái niệm Phật mà nói rằng là cuối cuộc đời người ta giúp quý vị giảng sanh, hoàn toàn bị sai lầm. Dù họ có tâm thiện, nhưng đi dẫn dắt để trở thành một mô hình lớn lao, tâm này vẫn là hư danh quý vị, không có thật chắc đó quý vị. Nếu là thật chắc phải chỉ người ta tín nguyện niệm Phật kìa. Còn nếu ai đủ duyên được mình giúp đỡ thì giúp, còn phải chỉ người ta tín nguyện niệm Phật, để trong hoàn cảnh thôn quê hay chợ búa gì người ta cũng niệm Phật, để trong hoàn cảnh nào người ta cũng cảm với Phật, để Phật đến rước người ta. Vì mình là phàm phu, không thể nào một tay che trời được đâu. Không thể nào dù mình có tung ra bao nhiêu con người chăng nữa cũng không làm hết được với cái nghiệp của chúng sanh. Nghiệp chúng sanh làm sao mình che được? Chỉ có chính họ tu chuyển nghiệp mới thành công được. 100% với quý vị luôn. Không phải bây giờ những đức ra làm cư sĩ mà những đức để nói những cái điều này cho quý vị nghe. Chính những đức làm cư sĩ, những đức dụng công tu, những đức mới cảm nhận được bổn nguyện Di Đà. Nếu những đức không đi làm cư sĩ, cả đời những đức làm người xuất gia, đố mà những đức có cảm nhận với bổn nguyện Di Đà. Vì những đức có dụng công tu đâu mà cảm với bổn nguyện Di Đà. Quý vị cũng sẽ tung hô những đức, thầy những đức làm việc lớn lao, nuôi mấy ngàn người già. Cuối cuộc đời những đức đi bắt gà, chứ đừng nói giảng sanh về cực lạc. Cho quý vị biết, 100% quý vị đố mà những đức giảng sanh về cực lạc.
Vì sao? Những đứa không có cảm nhận gì đứa câu Phật hiệu thật sự. Những đứa nói giả với quý vị đó. Vì những đứa có dụng công tu đâu mà cảm nhận với câu Phật hiệu. Quý vị thấy những ngày xưa những đứa có lên tu không? Làm sao cảm nhận được câu Phật hiệu? Bây giờ một ngày những đứa tu 4 năm thờ, những đứa mới thật sự cảm nhận. Thì ra là câu Phật hiệu này niệm là chính mình phải cảm nhận. Chứ không thể nào, cái lý luận hồi nãy như đức nói bị ăn cơm không thể nào ai cảm nhận giùm cho mình, thương người không thể nào ai cảm nhận giùm cho mình đó chứ. Mình thương là mình thương, mình từ bi không thể nào ai từ bi giùm cho mình đó. Vì mình từ bi là từ tâm phát ra, còn ăn là từ mình phát ra, còn mình niệm Phật là tự mình phát ra, mình giảng sanh là tự mình niệm Phật, Phật rước mình, hai bên này phải giao thoa với nhau. Vì Đức Phật A Di Đà ngài có bổ nguyện tiếp dẫn, còn mình có tâm muốn gì mình niệm ngài đến rước. Dù ở bất cứ nơi nào, dù không có người hộ niệm, quý vị cũng niệm thì ngài đến rước. Vì không niệm thì làm sao ngài rước quý vị. Còn người ta niệm là người ta chưa đủ cái thời gian để giảng sanh, nên người ta niệm. Còn quý vị nằm đó không niệm thì ngài cũng không thể nào rước quý vị được. Vì bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh là qua bổ nguyện, chứ không phải là ngài đi đến rước. Nếu ngài đi đến rước thì công việc ngài bận quá rồi. Một ngày mười phương khắp pháp giới ngài bận quá ngài phải đi à. Không có chuyện đó đâu quý vị à. Cái bổ nguyện Đức Phật A Di Đà phi phàm lắm. Ai mà niệm thì thỏa mãn đến, thì cảm với bổ nguyện, thì tự bổ nguyện đó mà ngài khóa thân, khoan thân đến rước. Chứ không phải cái chuyện như chúng ta mà ai kêu như Đức đi đến đạo tràng, ai kêu như Đức lại đây lại đây. Giỏi lắm, như Đức đi mười đạo tràng là dữ lắm rồi. Chứ làm sao tha phương khắp pháp giới. Còn bổ nguyện Di Đà là tha phương khắp pháp giới luôn. Bất cứ một quốc độ nào niệm danh hiệu ngài thỏa mãn đến thì phân thăng hóa thăng đến rước. Còn các ngài vẫn ở bổn vị, một nơi nào chúng ta cũng không thể nào biết được, vì đó là không phải cảnh giới của chính mình. Đây là 100% luôn. Nên những đức nói với vị hãy tín nguyện niệm Phật đi. Đó mới là thật sự cái tâm biết ơn thầy cô giáo dạy mình đó. Và tất cả thiện ác đều là thầy cô giáo dạy mình đó. Hãy mở rộng phạm vi học này ra thì quý vị mới là người biết di ơn và đền ơn. Còn nếu không chỉ cái hình thức chơi thôi, chi ơn bữa nay ngày mai chửi. Biết bao nhiêu người chi ơn những đức năm ngoái, ngày này năm ngoái không biết bao nhiêu người chi ơn những đức, bao nhiêu người quỳ lại những đức, bao nhiêu người mua quà cho những đức, quý vị biết chưa? Cái người mà biết những đức nhiều cỡ nào chưa? Rồi bây giờ những người đó họ có chửi những đức không? Quý vị thì chưa chửi, nhưng có nhiều người đã chửi rồi đó. Nên những đức mới nói họ cũng là thầy những đức đó. Tại vì thầy dạy cho những đức trưởng thành và cho bản thân những đức phải giác ngộ trong cái cõi vô thường này, cái cõi giả tạm này, tình cảm hư danh này, cho những đức thấy được để mà giác ngộ. Nên những đức cảm ơn họ. Cảm ơn họ là giờ bây giờ những đức tu, những đức mới cảm ơn họ nè. Nếu như những đức mà không tu á, những đức chửi là họ đó chứ đừng cảm ơn. Như kể lễ với họ đó chứ đừng có nói chuyện những chơi. Bây giờ những đức thật sự cảm ơn họ đó. Những đức cũng mong quý vị nên nghe đoạn này của ngày 20 tháng 11 để bị mở phù rộng phạm vi ra của tâm giải thoát, chứ không phải là một cái tâm chi ơn của người phàm phu, mà hãy chi ơn về cái tâm giải thoát á. Nó tất cả thiện ác đều là thầy mình đó, chứ đừng bữa nay thì chỗ này thích, ngày mai không thích thì chỗ kia. Quý vị lang thang được bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng quý vị già bị đi về đâu? Nó quý vị làm được việc lớn gì? Chúng ta làm việc lớn gì? Việc lớn như bản thân những đức làm đây mà còn ra rìa kìa. Nếu mà không lo dụng công tu không biết đi về đâu kìa. Không nhìn từ chỗ đó sao mà còn chưa giác ngộ hả? Không làm việc lớn nào bằng mình niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu. Không làm việc lớn nào bằng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu. Vì tất cả việc đó tôi đã có làm rồi đó, chứ không phải tôi không làm đâu. Nhưng mà đủ duyên thì thôi, hữu tình chúng sanh mà cố gắng. Nhưng phải biết cái duyên nào quan trọng nhất. Niệm Phật sanh cực lạc là duyên quan trọng nhất. Niệm Phật sanh cực lạc là duyên quan trọng nhất. Nếu như không gầy dựng tâm cầu sanh cực lạc, báo ơn là giả. Không biết bao nhiêu người ơn tôi, biết bao nhiêu người cảm ơn tôi, rơi nước mắt, quỳ xuống khóc sùm. Con cảm ơn thầy, chính thầy đã cứu cuộc đời của con. Bây giờ cuối cùng chữ te tua lại chứ. Những câu ngày xưa đó, nó còn hình ảnh luôn á. Quá trời luôn đó quý vị. Hình ảnh nó có hết trơn luôn quý vị. Bao nhiêu bà ngồi phía trước nghe như Đức giảng, bà vui vỗ tay sùm luôn. Hình ảnh còn y nguyên luôn đó. Bây giờ bị tổng thống kê là những cái bà đó đi, những ông đó đi,
có bụp những đứa không? Chứ vì biết đó là toàn là những bài học, bài học đáng giá trong cuộc đời mình. Khi đi ra khỏi chùa rồi, bước ra rồi mà có khi người ta còn muốn liên theo một cục đá nữa cho chìm luôn. Những người nào muốn giúp mình, người ta còn muốn sắn luôn người đó, đừng có giúp ông này, cho nó chết luôn đi. Toàn là những người gì? Những người ngày xưa đã từng đưa những đức lên cao không á, những người mà đã từng thầy là số 1 trong lòng con được không đó. Cho biết không đơn giản đâu nghe quý vị. Nên quý vị phải biết cái tâm báo ơn cho thầy cô giáo là cái tâm gì. Cái tâm không phải là thần tượng đâu, thần tượng là thế gian thôi, mà cái tâm giải thoát mới là thật sự báo ơn cho thầy cô giáo đó. Nên ngày hôm nay nhà Đức nói với vị nghe, vị tu một thờ một ngày nay, bởi vị tu đi, vị hồi hướng cho vị thầy thế gian, cầu an cho họ, cầu siêu cho vị thầy sức thế gian, và cầu nguyện cho giáo pháp Đức Phật trường tồn cho chúng sanh lợi ích. Đúng rồi đó, rồi vị lo cầu sanh cực lạc đi. Đó là những đức thật sự rất biết ơn quý vị. Nên những đức nói quý vị đều là thầy cô giáo của những đức. Những đức cảm ơn quý vị. Để đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.